Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối ngày 17 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Mở đầu là những thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Thưa quý vị, hồi 16 giờ chiều nay ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng từ 25 đến 30 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng từ 20 đến 25 km/h và mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/h, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam, với cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Thưa quý vị, hiện vùng biển tỉnh Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn đã có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Dự báo ngày mai ngày 18 tháng 9, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn sẽ có gió Tây Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi sẽ có gió Tây Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Từ đêm ngày 18 và ngày 19 tháng 9, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió Tây Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Toàn bộ tàu thuyền tại vùng biển, vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi, các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ở ven biển, các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Trong đất liền, hôm nay trời cũng có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 45mm. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, từ ngày mai ngày 18 tháng 9 đến hết ngày 19 tháng 9, khu vực tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ 1 giờ ngày 18 tháng 9 đến 19 giờ ngày 19 tháng 9, dự báo lượng mưa một số nơi như sau. Khu vực huyện Trà Bồng từ 100 đến 180mm, huyện Sơn Hà từ 100 đến 160mm, huyện Sơn Tây từ 80 đến 120mm, huyện Ba Tơ từ 70 đến 120mm, huyện Minh Long từ 70 đến 120mm, huyện Bình Sơn từ 140 đến 180mm, có nơi trên 200mm. Huyện Sơn Tịnh từ 140 đến 180mm, có nơi trên 200mm. Huyện Tư Nghĩa từ 90 đến 150mm. Huyện Nghĩa Hành từ 80 đến 150mm. Thành phố Quảng Ngãi từ 90 đến 150mm. Huyện Mộ Đức từ 70 đến 130mm. Thị xã Đức Phổ từ 70 đến 120mm. Huyện Lý Sơn từ 100 đến 200mm. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mưa rào, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mưa rào, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Thị xã Đức Phổ, mưa rào, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Thị trấn Ba Tơ, mưa rào, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Lý Sơn, mưa rào, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi kết thúc tại đây. Kính chào, tạm biệt.